Xin chào tất cả các bác cùng các bạn đang xem video của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là Vương Thu Hiền, học sinh lớp 4A3, trường tiểu học Định Công. Hôm nay mình có một quyển sách muốn giới thiệu tới các bạn cùng mọi người. Đó chính là quyển sách Siêu Nhí Biết Tuốt. Đây là một quyển sách có 101 những bí ẩn kích thích tò mò của nhà xuất bản Hà Nội. Trong đây có rất nhiều nội dung thú vị và nổi bật phong phú như là mặt vì sao mặt trăng luôn đi theo mình. Đây cho các bạn xem coi. Và ngoài ra còn tiếp là quả cam có trước hay màu cam có trước. Đây mọi người có thể xem đó. Ngoài ra còn có thể là tại sao không gọi là thứ 8 mà phải gọi là chủ nhật. Đây mọi người có thể xem thấy. Ngoài ra mình còn có thể đọc các khác như là các hành tinh trong vũ trụ liệu có va vào nhau. Đây các hành tinh ạ. Đó mình có thể học nhìn thấy trong đây có thể là từ tiếng Anh nữa. Ngoài ra còn thể là động vật trút giận như thế nào. Đấy mọi người có thể nhìn thấy. Ngoài ra còn có thể là vì sao muỗi lại thích đốt người mặc đồ sẫm màu. Đấy mình có thể nhìn ra được rồi. Tại sao người lớn thường mừng tuổi cho trẻ con vào ngày Tết? Đó, mọi người có thể nhìn thấy bức tranh và số giường. Tiếp theo là tại sao bầu trời lại có màu xanh? Đấy, mọi người thấy không? Đây là những thứ ly kỳ và thú vị nhất mà mình rất cần phải tò mò và hiểu biết. Và mình cũng mong rằng nếu như các bạn cũng có, mình cũng mong rằng các bạn cũng có thể tìm sách và đọc, chia sẻ cùng các bạn khác nữa để cùng mình đọc sách và hiểu biết thêm nhiều kiến thức mới nhé. Chào tạm biệt các bạn.